thấy chưa? Có đấy. Có rồi. Này cái đoạn này mới chất này. Thằng cố có đây. Đây đang là lên chữ để đu sử dụng đại giá nạp phạt bài hát của mình ta là đang chín lệ. Gà giờ gà đem ra suối để vặt lùng với gà ấy thôi. Anh Quỳnh lấy cho em cái dao nhỏ kia, lấy dao nhỏ này. Thì hai cái này à? Ngoài là phải dao nhỏ, mang bàn cho ai cả. Dao nhỏ cái gì kia, bé bé ngoài mà. Đây. Ngon chưa? Hai con đúng không? Góc kia đang mổ một con. Là góc kia. Đấy. Không có mưa mà anh nhỉ? Sương nào. Mùa hạt lên trên nè, đứt một lòng giòn thế. Cưng thế. Phải nó phải vào trong trên trên này trước chứ. Nó phải vào từ đầu một đầu sang đầu xuống. Đây. Mặt cổ lại phân trần. Mình giòn bụp bụp thôi. Đấy, giờ lại quét 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 ra là được mà. U nhiều tết thế. Chọn. Rồi lách thạch tẩy. Ăn là nè, ăn là o này, ảo e. Môi. Đây.
mau đẩy cái điện thoại của cháu rồi. Có gì đó. Lượt mà thì cháu cứ nhìn xem đi. Ở trong này à? Ô, trong này nó làm gì? Lượt mà đến đó. Cho lượt mà nó đi. Ui giời, nhiều thế. Kéo ra, kéo ra, kéo ra. Ui ui. Kéo được. Nó kéo được như thế nó lại ra cả mớ bụng. Đấy. Đấy. Ô. Ui giời, lôi đi. Lôi đi. Đây làm gì? Đồ rốc rốc cái này này. Hai bạn. Ui. Ui giời. Đồ. Ghê gớm quá. Mau mè bê bét. Rửa lại thôi nhá. Khi đi cá đào luôn nhỉ. Ô nằm mày. Ô nằm phim mày. Cắt cái đầu nó ra đi. Nhấc lên này. Khăm vào này, rụng. Rửa cái vãn này ra. Rửa đi quá. Ấy, rửa đi. Rửa đi chú. Chóc đi. Hay đều rồi đấy. Bỏ nước ra này. Rửa sẵn phùng. Rửa đi ra. Từ từ nhá. Cụt mưa này kia. Con này được mấy cân đây? Này 80-90 không? 82. 82 nha. Chưa đi. Chặt cái đầu nó ra. Bỏ cái tần, nó quay nó ra tần. Chỉ cho nên cái lọc thịt mà. Chưa là chiếc bè này. Cái này sao nào mà? Anh ăn mà mình có bảo cho bảo cho cái ơi mồi cay chứ mình cho nó ơi cay. Giữ đi, anh giữ đi. Vào đi vào mình. Phải cái làm trà. Cái đây cắt đứt hẳn đấy. Đấy. Mấy cái này đâu này, đây sẽ nó ngon đi. Cho anh em thôi. Đây cần nhìn nhìn tất cả hai con à. Biết đâu phải sẽ xuống rồi đấy. Vẫn chứ ha. Phải là biết tại sao không dịch không? Tại thời hiệp nó không dịch kè. Chị du chị du đẹp bán mà đẹp cả hối thường. Nó ăn nó không sao. Anh nhìn quay. Lợn này lấy ở đâu đấy? Nhi, rồi nè. Xin chào nha. Hôm nay bổ nhiệt quá. Đốt rồi nè. Đi đủ. Rách ông chim nhai. Vào là quần đang phay rồi. Đang phải vang phải mà liếm xế cái phải mọt mà lọ. Mọt mà lẹ. Mà nha. Mà tăng giá cả cũng mua nà. Bắp sọc xôi hết rồi thịt. Ấy nhìn thịt đẹp không? Cái này là đùi trước luôn. Đùi trước này, cái này thăn này. Xương. Này cái này là đùi này. Đùi sau. Hai con. Ấy nhiều thịt ăn. Xong ăn khá đều ạ. Xong ăn luôn. Xong ăn chưa. Xong ăn nhé. Ai ra thằng này. Ấy. Ngoài là bữa tiếp anh nôi thôi. Mai mới là bữa chính. Ngoài tiếp đội quân nấu nướng này. Đó.
ăn toàn bộ lòng thôi. Đây là lòng cá này, đây là lòng lợn này, thịt sườn, đây là món cá gỏi đó. Này đi bắt cá to kinh khủng luôn, lấy một cái con 4 cân, cái là con hơn 4 cân này để làm cá gỏi này này. Đó. Nhìn cũng ra gì phết nha. Đó. Anh em nhìn thấy hấp dẫn không? Hảo quá. Ngon nha. Một lít mà. Đi. Rượu như kiểu tủ ra nhỉ. Đánh ngắt à? Ghê, thở ra khói. Ngon đấy nhỉ. Ở trên nhà ấm hơn, ở dưới là thở ra khói. Mời tất cả mọi người nhé, ăn cá gỏi nhé. Cho ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ui, lạnh thế nhỉ. Kẹp cá. Thế thì à. Đây con này là mới gọi là gà rừng này. Đấy, ngon chưa? Ăn đổi thôi. Nhiều quá nhỉ. 90 cân. Nhiều thế. 90 cân cá khí à chứ. Có 90 cân cá khí cá khổ. Mấy chục con đấy, nhiều rồi nhỉ, 50 à, 50 con, lượng thì 20 con, cá thì cũng nhiều ấy nhỉ, cá là mấy chục con, cá cũng 90 cân, gà 90 cân, lượng thì chắc phải tầm 200 cân, con một tạ. Nhà pha vậy mày à? Đây này, cái này là cái này. Đây là măng. Măng khô. Đó. Những cái gia vị thì chuẩn bị khá là đầy đủ luôn. Cái này tỏi này, cá chậu luôn này. Cái này lạc này. Và có này. Nòng lợn này, có cái nồng gừng, gừng chuẩn bị cho thịt bò sáng mai nữa. Sáng mai có mổ con thịt bò nữa, mổ con bò nữa. Thì là hành. Đó. Nói chung là đầy đủ gia vị đây, chanh này, ớt này. Đó. Đây là tiêu đen này, ớt bột này. Đủ các thứ gia vị luôn. Còn có cả khén thần rồi nữa ở đây chưa thấy. Đây từng ớt từng hủng gì đây hết mà. Ở góc kia thì không biết là chuẩn bị nướng cá ở góc kia. Giờ treo cổ con gà lên để tí nữa mang đi luộc. Giờ bê gà đi luộc gà. Ui nặng thế. Phòng ăn gì nhỉ? Ông nhỉ, con trên Facebook đang tùng cây cái này. Ông Quỳnh nó cũng làm mấy đấy. Nó cũng làm con Quỳnh cũng làm YouTube đúng không? Không biết là nó có làm, được tiền không?
Ui giời. Nè, ăn mỡ rồi tu 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 cái kia nhà sang xanh, còn phải xanh cao phủ nhá. Ui giời. Ông mua từ on xanh. Xong tu kia này, cả hai cái gì nhỉ? Ăn on này. Ăn lỗ ăn lắm mà lỗ khuôn nhưng tươi mít rồi nè. Sao lại lạ? Ấy chưa chi đâu có vắng mớ nổi lên rồi. Đấy, chất nhỉ. Cái này toàn gà đồi chính hãng ấy. Tất tật gà đồi luôn. Ui, nướng là một chậu, nửa chậu. Đây, gà luộc đây. Gà luộc cho lên đây nguội tí nữa xong mới treo lên thôi. Treo lên thôi. Hiện tại bây giờ thì cũng rơi vào tầm 22 giờ rồi. 10 giờ hơn rồi. Không muộn, khá là muộn rồi đấy. À, nhìn gà ngon chưa? Gà ngon ác nhỉ. Bây giờ bắt đầu treo con gà lên. Ghê phết đấy. Hai đằng hai đầu. À. Ghê gớm chưa? Ấy. Để hai thằng đứa mèo mẹ hồ rằm cuốn đón nơi cho ba còn chưa thì chứ nó cho ăn ăn được. Anh đi về. Đấy, giờ treo gà lên này. Không đi sắp mâm mà. Sắp mâm thế nào? Sắp mâm thế kia. Không dạp à? Ừ. Cái này có đứt. Hết đi. Hết cái chậu kia đi, cho hết cái chậu kia đi. Cái kia là hết đi. Gáy đấy, đứt đấy. Đây qua đây qua. Đây mà tí. Ờ rồi, được rồi. Đây sang. Đây sang. Rồi. Tí nữa gà rơi phịch phạc xuống thì. Ăn sạn đấy. Đây sang nó mình cho nó vào đây sang bên kia đi. Không phải cho một cây nữa mà. Còn nhiều đấy. Thì mình đại sát bên này, lắm đấy mình còn nhiều mà phải có cho nó chứ. Sao sao đi đây nè. Ờ, sao 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 rồi. Con này ăn mới ngon này, con này ăn no này, con này còn non lắm. Con này ăn mới ngon này. Nói chung là gà đồi ăn ngon. Con nào chẳng ngon. Tôi giờ cũng khá là muộn rồi, bây giờ mình sẽ đi về nhà nghỉ ngơi đã. Sáng mai mới quay lên nấu nướng tiếp thôi. Còn nào bây giờ thì hẹn gặp lại anh em vào sáng mai nhá. Trời bắt đầu tờ mờ sáng rồi đấy. Giờ thịt bò chưa lên giá nướng mà. Để ra nướng ở góc kia. Thịt con cầm này, thành cục này. Cắt ra miếng nhỏ như này thì xin hãy ướp gia vị nướng. Đây. Đây này, xoay. Bỏ tay đi. Đấy, giờ cho mè đầu tiên lên... đến nướng, cái đường xay đấy, nướng cũng phải mà xay cũng đúng, tí nữa chín là được. Đấy. Tí nữa mình lại cho thêm rồi mà, lại đi bên kia một tí kia rồi.
Trời bắt đầu sáng dần sáng dần. Nhiệt độ sáng sớm là 6 độ. Lạnh xuân vòi. Bao nhiêu? Hai cân. Mình sẽ mì 28 nhà. Ai bảo hơn một cân đây? 29. Cầm thịt. 29 nhà mì à? 29 thì còn... Rồi, tẩm ướp gia vị. Thế. Áp thịt nữa mày à? Nhưng mà trò xuống đi nổi. Chú cùng hơ, chú đã xích mùm hả? Hả? Ăn tăng là ba tròn, trên mà đi mà. Trên mà hơn ta đi. Tất cả ba tròn này là mà sao hơn ta đi biết. Ta đây của chị đảo. Ăn chú cùng hơ. Gừng này, hạt tiêu này. Có mặc khen không? Có chứ. Có khen chưa? Đây thì cá lướng. Ông vườn mà lọ lại kêu rằng cá nướng được cá vào đấy rồi. Đang thèm mà xài. Cá một nồi rồi. Ai hum ai ham mà nữa. Vẫn còn nhiều lắm. Cái này nướng nướng từ hôm qua hôm nay lại nướng lại cho nó chín. Hôm qua nướng cho nó đỡ bị ấy này. Cho nó khô nước một tí xong rồi để lại. Hôm nay mới nướng cho nó chín ăn được. Nhìn hấp dẫn không? Không ai lại nhìn. Nhưng mà quay đi. Không ai lại. Mới tù, mới thối là con. Hãy cho tự ớt nữa. Chị bột xào thì chị nhấn khô nhỉ. Bỏ bỏ bỏ. Gia vị, gia vị. Sao đi? Đại. Cái này là lùng mò. Thì nếu mà nhầm một nồi chết. Cái chim bông kèn này cái nồi này, đủ nồi luôn. Đây món thằng cố này. Phụ trách thằng cố. Giới thiệu xem nào làm cho cái gì. Gia vị các kiểu. Có đúng không? Cứt bò lòng bò. Đủ thứ.
nói giảm nói tránh thì là bỏ nằm pịa. Cho ít tiết này. Đấy, tiết. Nhất Bình ạ. Thằng cô. Cái này ăn mà phụ. Đang hăn chứ. Ấy các bạn có biết cái gì không? Này cái đoạn này mới chất này. Ấy. Càng ăn nó gọi là khí khoai đấy. Cái bộ khay giờ. Đây. Đây mưa nó ra. Ai quấy? Úi giời ơi. Chám đi chám pị. Đây có này. Anh cứ khoai ăn quá. Quay trực tiếp à? Ý. Ý. Thấy chưa? Có đấy. Có rồi. Có ấy. Ok, vậy ơi. Có ấy. Ủa, cô đây. Lấy cái kia cho vào. Đưa đi. Ý, có đây. Hai nồi này này. Hai nồi này, món nào, món nào. Xong món nào, các món nào. Hai nồi nào có đây em ạ? Phần càng hoa. Phần càng đấy. Ghê không Quân? Ăn được nhỉ? Nó xịt xịt. Nó vẫn còn cỏ ấy. Cái cỏ nó vẫn còn mấy cái nó thô. Đây này. Ơi. Mà lại cái nhôm cứ nỉ chứ sao phản. Ơi hơ hơ đi. Cái gì vậy? Cháu cháu mới giết này này. Hả con cháu đã. Hả đã. Hả bị lỏng cái kỳ có cháu này. Cháu không thiếu sao mà đi. Cháu xin nhớ. Ừ nhớ ạ. Cháu xin nhớ. Cháu xin nhớ. Cháu xin nhớ. Ôi, bịa. Khu xe quẩy. Ba quẩy. Ba. Bị ấy. Anh em thấy siêu to khổng lồ chưa? Ui xưa. Cả một chậu to lạp luôn. Cái to ngoạn luôn. To ngoạn quá. Siêu to khổng lồ. Thì gà chặt từ buổi sáng mà giờ đến 9-10 giờ rồi. 9 giờ rồi. Đó. Đang sắp xếp mâm. Một trăm mâm. Được nói nha. Thằng cô dừ hết này. Đi đi. Biết đi con thoải mái. Nhưng mà hồi xếp kia có phải
hôm qua chú nó bảo nấu nướng thì xong hết rồi, giờ là khách đến khá là đông rồi, chuẩn bị vào mâm thôi. Bên kia mà đường chính và đường phụ thôi, đường nấu nướng thôi. Thank you.